Một quán bún ngan với 36 năm kinh nghiệm sẽ có gì đặc biệt? Hôm nay cùng Dũng Nhật check tại 304 ngõ Đê La Thành nhỏ. Hôm nay cô quản lý nhà mình cô được lấy lương, cô rủ đi khao, không biết có ngon hay không. Nhưng vừa check lên thấy nhiều người ăn ở đây phết đấy các bạn ạ. Ừ, dùng cũng được đấy. Ngan ngon, mềm, mà thịt nó không bị khô, luộc rất là ok. Ớt đây này, nhìn để biết là ớt nhà làm này. Cái tiết ngan này đây luộc hơi bị khô một tí, nhưng thịt thì cực kỳ ok. Ở đây quả mọc, mọc ngon đáo để á. Măng ở đây người ta nấu người ta sử dụng cả măng khô cả măng tươi, măng khô này. Chung là quần áp hết đấy. Tháng sau thì lương lại đi gọi đi tiếp nhá. Ở đây á, ngoài cái bán ngan còn có cả chân gà nữa. Rất phù hợp để vừa có tí vitamin lúa mạch ấy. Luộc vừa phải ngon. Cái này mà luộc mà chín kỹ quá lại cũng không ngon, mà luộc chưa tới nữa để ăn này dở lắm đấy. Bà chủ bà thấy mình khen ngon, bà cho thêm ít trắng trứng nữa này. Lần sau chị cứ cho thêm nhá. Cho cái hỏi coi cái quán của bà là mở từ bao năm rồi bà? 36 năm rồi ạ. Thường đông là vào lúc mấy giờ bà nhỉ? Thường là 7 giờ. À, từ 7 giờ, đấy. Chân ngan này ăn cực ngon luôn. Đáng nhẽ là 9 điểm, mà trừ đi còn ta nửa điểm, 8 điểm rưỡi. Vì cái tội là rủ đi ăn ban ngày, không được uống vitamin.